Rồi, chào các bạn, rất vui được quay lại với Nguyên Hồng Audio. Trong video clip hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đầu đĩa MD có chức năng làm DA và đặc biệt nó không cần đĩa mồi. Và một điều đặc biệt nữa là nó có đến hai cổng optical, hai cổng cáp quang để vào. Rất là thuận tiện để chúng ta có thể chơi nếu chúng ta có vừa có một cái đầu DVD và vừa có một cái TV. Thì như vậy thì chúng ta có thể kết nối hai cái đầu này đến một lúc. Và khi nào chúng ta muốn nghe cái nào thì chúng ta bật cái nút đó, chọn cổng 1 hoặc là cổng 2. Chứ còn nếu như một cái đầu mà nó có một cổng thì nếu như chúng ta chơi hai cái thiết bị khác nhau thì mỗi lần chúng ta muốn nghe thiết bị này hay thiết bị kia thì chúng ta phải tháo cái dây gắn vào. Như vậy nó cũng hơi bất tiện. Dĩ nhiên nếu như các bạn nào chơi hai cái thiết bị khác nhau thôi. Còn bạn nào mà chơi một cái TV thì chúng ta cũng không có cần thiết là có hai cổng này đâu. Đây. Chỗ này nó có, các bạn sẽ thấy nó ghi op 1, op 2, có viết tắt của optical 1 và optical 2. Rất là thuận tiện để chúng ta chơi hai cái đường vào. Cái đầu Sony mình giới thiệu như lúc nãy mình đã nói, model của nó là MDS RE510. Đây là một dòng được sản xuất vào năm 1997 với mức giá xuất xưởng là 55.000 yên. Thì đây là một dòng cũng khá cao cấp thời điểm ra mắt. Thì MDS RE510 ngoài chức năng làm DAC không cần đĩa mồi thì nó vẫn là một cái đầu đĩa đọc đĩa MD khá là tốt. Chất âm của khi đọc MD nghe không khác gì một cái đầu đĩa CD tầm cao cấp. Thì hôm nay trong video clip này thì mình sẽ test cái chức năng làm DAC để các bạn có thể thưởng thức trước, vì cái DAC chúng ta sẽ quan trọng hơn. Còn về đọc MD thì mình sẽ test trong một cái bài video khác. Nhưng mà tất nhiên tất cả chức năng của con Sony này nó đều rất là hoàn hảo, đọc MD khá là tốt và làm DA không cần đĩa mồi, cũng chất âm khá là chuẩn. Để làm DA trên cái MD này thì bây giờ mình có sẵn một cái bản nhạc mình đang mở trên YouTube thành phố Sâu Lưng. Bây giờ mình sẽ test để cho các bạn cùng nghe và thưởng thức lại chất âm, thưởng thức thử chất âm cho qua DAC của nó thế nào nhé. Thì hiện tại mình đang để optical 2 thì mình sẽ thử lại cái đoạn đầu. Khi mình tắt optical, mình bật qua optical 1 thì âm thanh nó sẽ ong ra, vì mình đang để 2 nha. Bây giờ mình thử, giờ thử phát nhạc đã. Phát nhạc play này đi. Đây, bây giờ mình tắt cái này nha. Các bạn thấy nó không ra tiếng. Bây giờ tôi mới mở lại. Rồi. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngã nghiêng, men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm chốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, Hòa Châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố. Thank you.
mặt. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành xong cái bài đánh giá cũng như test cái đầu đĩa MD Sony MDS GE510. Thì một đầu đĩa làm DAC không cần đĩa mồi, và đặc biệt nó có hỗ trợ đến hai cổng vào của đường cáp quang optical. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Đừng quên bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video mà Nguyễn Hùng Audio ra mỗi ngày. Nhớ like và chia sẻ nếu các bạn thích video này nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.